Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo Con Người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tôn, lời khen Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội long trọng mừng kính hai thánh tông đồ cả của giáo hội là thánh Phêrô và thánh Phaolô. Các ngài được coi là tông đồ cả, là cột trụ của giáo hội. Nhưng điều gì đã làm nên sự cao cả, làm nên cái giá trị vững mạnh của giáo hội nơi cuộc đời của các ngài? Nhìn lại lịch sử cuộc đời của các ngài, để chúng ta thấy các ngài không phải là những con người ngay từ đầu đã là hoàn hảo, nhưng đều là những con người mang cái bản chất phàm hèn của con người, vẫn có những bất toàn, những yếu đuối, cũng không thiếu những vấp ngã. Nhưng mà nhờ tình thương của Chúa, các ngài đã từng bước được đổi mới để được trở thành tông đồ của Chúa, và góp phần mình, góp phần từ những cái việc rất nhỏ, khi những cái chuyện rất bình thường và nhiều khi cũng đớn đau lắm, để có thể làm nên tông đồ cả, làm nên cột trụ của giáo hội. Thánh Phêrô ban đầu được mang tên là Simon, với cái ý nghĩa như là một con người yếu hèn, đầy những mong manh bất toàn. Để chúng ta cũng thấy ngài cái tính khí rất là đơn sơ bộc trực, khi không ít lần Chúa đã quở trách, có lần Chúa phải mạnh dạn để nói rằng: đồ Satan, đồ quỷ, người lui ra đằng sau ta. Bởi vì những cái điều không ổn giới hạn của ngài, và một cái điều nổi bật đó là ngài đã chối Chúa 3 lần, trong khi mà trước đó ngài đã quyết rằng đồng sống đồng chết với thầy của mình, dù mọi người có bỏ thầy, con cũng không bỏ đâu. Nhưng mà đúng như Chúa đã nói đó, trước khi nội trong đêm nay, là trước khi gà gáy, thì con đã chối thầy 3 lần, chối trước mặt một tên đầy tớ gái, chứ không phải bởi quyền lực
kinh khủng đâu. Đó là giới hạn của Ngài. Nhưng mà cái giới hạn đó đã được tình thương của Chúa bao bọc, chở che và nâng đỡ, để rồi Ngài có thể nói và xác quyết được với Chúa, với tất cả lòng thiết tha của mình rằng: lạy Chúa, Chúa biết tất cả, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa. Và đó chính là cái điều làm nên cái giá trị của Ngài, xứng để được Chúa đặt làm nền đá tảng xây dựng hội thánh của Chúa. Từ Simon được biến thành Phêrô là đá tảng để xây nên hội thánh của Chúa. Và thực tế cuộc đời của Phêrô là như vậy đó. Cả Phaolô cũng vậy. Phaolô mà chúng ta được biết đầu tiên là một con người cũng trong cái truyền thống đạo giáo rất tốt, nhưng mà cũng có một cái tính cũng quá khích, cho nên Ngài đã có những cái bước chân, có những hành động bách hại đạo Chúa, để rồi Chúa thương đón bắt Ngài trên đường Damas để chinh phục Ngài, để trở thành tông đồ của Chúa, một con người mà từ đó đã dùng cả cái cuộc sống của mình, dùng tất cả những khả năng của mình để nói lên lòng yêu mến Chúa. Và đó chính là cái dung mạo của những con người mà hôm nay chúng ta mừng kính như một vị thánh cả, như cột trụ của giáo hội, và để nói đáng cho chúng ta được tôn vinh. Có lẽ không phải chỉ có thế đâu, các ngài yếu hèn nhưng được tình thương của Chúa nâng đỡ để thánh hóa từng bước. Nhưng trong đó các ngài cũng đã phải kinh qua những đau khổ, những cái yếu đuối trong thân xác, trong tâm hồn của mình, và có cả những cố gắng để vươn lên từ trong những yếu hèn tội lỗi của mình nữa. Đó là cái hành trình có khi phải nói cho đủ rằng các ngài đã sống và đã dần dần được trở nên thánh, đã góp phần mình để phục vụ Chúa, phục vụ hội thánh. Các ngài đã phục vụ hội thánh, đã xây dựng hội thánh không phải bằng những cái tài ba lỗi lạc, những cái việc làm hiển hách đâu, dù đó là do ơn của Chúa ban. Nhưng mà chúng ta không thể quên, không thể phủ nhận một cái điều là chính Phêrô cũng như Phaolô đó là những cái con người đã kinh qua những đau khổ. Phêrô cũng gặp không biết bao nhiêu những thử thách, những cái khó khăn bắt bớ. Như trong bài đọc thứ nhất trong sách Công vụ các tông đồ hôm nay chúng ta nghe đó, các ngài cũng đã chịu đau khổ, chịu bắt bớ, chịu giam tù, rồi cái cuối cùng của cuộc đời của Ngài là bị đóng đinh vào thập giá, mà đóng ngược chứ không phải đóng xuôi bình thường như Chúa Giêsu. Rồi Thánh Phaolô còn kinh qua nhiều những cái đau khổ, những thử thách, những cuộc bách hại rất là đau đớn, rất là khó khăn. Cho nên có thể nói cuộc đời của các ngài được nên thánh không phải chỉ do tài cán của các ngài, cũng không phải chỉ nhờ ơn của Chúa để biến đổi các ngài được trở nên cao cả thánh thiện đâu, mà còn chính cái qua những cái đau khổ, những thử thách, những yếu đau trong thân xác cũng như trong tâm hồn, các ngài đã đón nhận tất cả để thánh hiến mình, để trở thành một tông đồ mà nói lên được rằng mình yêu mến Chúa hết lòng, yêu mến anh chị em và yêu mến hội thánh. Đó là cái chân dung phải nói chúng ta không thể quên sót được khi nhìn đến các ngài, khi tôn vinh các ngài và khi kêu cầu sự phù trợ của các ngài nữa. Chúng ta biết ngày hôm nay là ngày giáp đúng 70 năm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kỷ niệm linh mục ngài. Hôm nay thì ngài đã trong tình trạng yếu lắm rồi, cũng dĩ nhiên còn tỉnh táo nhưng mà nói nó không còn được dễ dàng rõ ràng nữa. Nhưng mà cuộc đời của ngài cho chúng ta cũng thấy, không phải lúc này chúng ta thấy ngài yếu đuối vậy thì chỉ có nước chờ chết không mà thôi đâu,
Nhưng mà tôi nhớ một lời của Ngài đã nói khi còn ở trên ngai vị giáo hoàng, trong cái trách nhiệm trực tiếp đó, Ngài cũng đã nói rằng: tôi làm giáo hoàng không phải chỉ để điều hành, không phải chỉ để lãnh đạo, không phải chỉ để làm những cái việc mà vị giáo hoàng làm, nhưng mà cùng với tất cả những điều đó tôi còn chịu đau khổ nữa. Có lẽ cuộc đời của những linh mục, cuộc đời của giám mục, của chính giáo hoàng là giám mục Roma điều hành toàn thể giáo hội hoàng vũ ấy, Ngài phải kinh qua những đau khổ ở trong, không chỉ trong tâm hồn mà cả trong thân xác nữa. Vậy thì lúc này Ngài đang đau yếu đó, Ngài đang chịu những cái khó khăn vì tuổi già, vì những cái thân phận của con người, Ngài cũng chấp nhận những đau khổ đó để có thể trở thành một tông đồ xứng hợp với ý muốn của Chúa. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta cầu nguyện cho Ngài để Ngài có thể sống trọn vẹn và hoàn tất cái ơn gọi cũng như sứ mạng của mình, sứ mạng làm tông đồ như Thánh Phêrô và Thánh Phaolô vậy. Và kính thưa anh chị em, có lẽ ngày hôm nay, nhất là trong cái bối cảnh của dịch bệnh nó đang lan tràn, đang bùng nổ, hoành hành ở trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến có thể nói là mọi người chúng ta. Có những người đang đau khổ vì phải chống chọi với bệnh tật, có những người đang lo lắng để bảo vệ sự sống của anh chị em của mình, và có những người có khi đang còn nơm nớp để lo sợ không biết ngày nào tới phiên mình, và mình đang phải sống thế nào đây. Thưa anh chị em, tất cả những điều đó là những cái cơ hội để cho chúng ta nhận rõ cái thân phận mỏng giòn, yếu đuối, mong manh, bất toàn của con người chúng ta. Và chúng ta cậy dựa vào tình thương của Chúa. Và như chúng ta cũng biết rằng chính Chúa đã đói nhìn, đã yêu thương và thánh hiến hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cũng từ cái thân phận này. Thì hôm nay Ngài không bao giờ bỏ quên dù bất cứ một người nào trong chúng ta. Ngài yêu thương, Ngài nâng đỡ và giúp cho chúng ta nhận thức được rằng chính trong sự yếu đuối của mình thì sức mạnh và tình thương của Chúa sẽ được tỏ lộ cách rõ ràng nhất. Chính trong cái thân phận hèn kém của mình như vậy thì tình thương của Chúa càng nổi bật để giúp cho chúng ta có thể trở nên thánh, giúp cho chúng ta được trở nên những tông đồ của Chúa. Chúng ta có thể dùng những cái sự mong manh, bất toàn, yếu đuối của mình để mỗi ngày thăng tiến hơn, để chúng ta càng gần Chúa hơn, và để giúp cho chúng ta có thể dùng cuộc đời của mình, dùng những hy sinh đau khổ của mình từng ngày để chúng ta góp phần xây dựng hội thánh. Chúng ta có thể qua đó nói lên được tiếng nói rằng chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta gần với một Đức Kitô thầy của chúng ta là đấng chịu đóng đinh. Và chỉ có những người biết bỏ mình vác thập giá hằng ngày thì mới có thể theo Chúa được một cách đúng đắn mà thôi. Tất cả những điều đó có lẽ gợi lên một niềm hy vọng, một sự phấn khích để cho tất cả chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, trong mọi cái vai trò vị trí của chúng ta hôm nay, và cả trong hoàn cảnh dịch bệnh đầy khó khăn này, giúp cho chúng ta thêm hy vọng, thêm tin tưởng rằng chúng ta đang ở trên con đường để nên thánh, chúng ta đang có khả năng để sống đời tông đồ của Chúa, sống thánh và được nên cao cả. Đồng thời chúng ta có rất nhiều những cái hoàn cảnh, nhiều cái cơ hội để góp phần xây dựng hội thánh, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô mà chúng ta long trọng mừng kính hôm nay, phù giúp cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể sống vững vàng và vươn tới sự thánh thiện từng ngày, cũng như có thể luôn luôn nói được với Thiên Chúa rằng chúng con tin và yêu mến Chúa. Chúng ta có thể sẵn sàng dùng tất cả mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn trong đời của mình để chúng ta phụng sự hội thánh và phù giúp các linh hồn. Amen.
Thánh lễ hôm nay chúng ta cử hành có thể nói là một thánh lễ thấm đượm máu đạo của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúng ta đã biết khi về tới Roma, hai vị tông đồ cả này đã lãnh nhận triều thiên tử đạo khi Phaolô bị chém bằng gươm, và riêng với Phêrô cũng phải chịu khổ hình thập giá, nhưng vì không dám và không muốn được giống y như thầy, cho nên truyền thuyết đã nói Phêrô xin được đóng đinh ngược đầu xuống cây thập giá của Chúa, cánh ngang nằm trên cây thập giá của Phêrô, ngài xin ngược đầu xuống, một sự khiêm tốn muốn giống thầy nhưng cũng biết mình không bao giờ được bằng thầy. Chúng ta mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô đây, chúng ta cũng muốn góp một phần hy sinh của chúng ta trong việc xây dựng hội thánh. Và các bài đọc của phụng vụ lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta những điều để suy niệm và cầu nguyện trong ngày lễ đặc biệt này. Chúng ta thấy trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm nền đá để trên đó ngài xây hội thánh của ngài. Ngài xây hội thánh, ngài lập hội thánh trên trần gian này để khi trao cho Phêrô chìa khóa nước trời, chúng ta thấy ý của ngài là để hội thánh đem ơn cứu độ, đem hạnh phúc đời đời đến cho tất cả những ai tin vào danh Chúa Giêsu qua lời giảng của hội thánh. Và với hình ảnh của hội thánh, chúng ta thấy nổi rõ hai khuôn mặt của hai vị tông đồ đặc biệt trỗi vượt trong hội thánh. Chúng ta với bài đọc 1, chúng ta được kể về việc Phêrô được cứu thoát khỏi ngục một cách nào đó ngay trong những ngày đầu tiên rao giảng tin mừng. Sau khi Chúa lên trời, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ, đặc biệt Thánh Phêrô, đã luôn nói lên lời tin mừng, kêu gọi mọi người tin vào Đức Kitô đã chịu chết và sống lại. Thế nhưng chúng ta thấy qua trình tự của việc cứu thoát Phêrô, chúng ta có thể nghiệm ra có Chúa với ở với hội thánh, cho nên người tông đồ không bị một xiềng xích nào có thể giữ lại được. Khi thiên thần đến, xiềng xích tự nhiên rời khỏi tay chân Phêrô. Không có cửa ngục nào đóng được để nhốt lại lời rao giảng tin mừng. Cửa ngục mở ra, và kể cả chiếc cổng sắt to lớn thông ra thành cũng tự mở ra, một hình ảnh để cho hội thánh dù gặp khó khăn, dù phải trải qua thử thách, nhưng luôn có Chúa và con đường vẫn luôn mở ra để hội thánh đi giữa lòng thế giới, loan báo tin mừng, đem ơn cứu độ, mở cửa nước trời cho những ai tin tưởng vào Chúa. Rồi những ngày khởi đầu của sứ mạng tông đồ của Phêrô đó, chúng ta được dẫn tới Thánh Phaolô trong bài đọc 2. Ngài nói ngài đã đi sắp hết chặng đường của ngài, đã già yếu, đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ và những gì
Ngài đã có thể làm được thì Ngài đã làm cho hội thánh. Thì chúng ta thấy như vậy, hội thánh luôn có Chúa ở cùng, hội thánh luôn có những người hoạt động, và như các tông đồ luôn có những người nhiệt thành quảng đại và chấp nhận đem cả mạng sống mình để làm chứng cho Chúa. Và như thánh Phaolô nói, giờ cha chỉ còn chờ Chúa trao triều thiên. Nhưng chúng ta cũng để ý, Ngài mở ra một cánh cửa nữa khi Ngài bảo không chỉ cho cha mà thôi, nhưng còn cho những ai tin cậy trong đời người trở lại, tức là những người tín hữu. Thì cánh cửa mà Phaolô mở ra như thể để lại cho chúng ta cái sứ mạng tông đồ. Chúng ta không là gì trước công lao và sự nghiệp của hai thánh tông đồ cả này, nhưng chúng ta cũng được mời gọi để dự phần. Chúng ta hôm nay mừng lễ hai thánh tông đồ, chúng ta cũng xin cho chúng ta ý thức thêm hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của chúng ta trong hội thánh. Cho dù chúng ta chỉ là một người đơn sơ nhỏ bé nào đó, chỉ là một người lớn tuổi, một người không biết gì, cũng không làm việc gì một cách đặc biệt, thì huống chi những người như ban hành giáo mà hôm nay đáng lý ra cũng sẽ mừng trọng thể lễ bổn mạng của các vị, huống chi là những người tham gia tông đồ giáo dân qua các hội đoàn, huống chi là những người rao giảng giáo lý tin mừng lời Chúa như các giáo lý viên. Chúng ta luôn được mời gọi để góp phần, để tiếp nối bước chân tông đồ, để tiếp tay với bao nhiêu người trên cả thế giới trong hội thánh toàn cầu, để chúng ta xây dựng nước Chúa, để chúng ta phục vụ và làm phát triển hội thánh Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta kính nhớ hai thánh tông đồ, nhưng chúng ta cũng hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta, dù ít dù nhiều, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù ở trong bậc sống nào, dù với trình độ nào, chúng ta cũng sẽ trở thành những tông đồ, cho dù là nhỏ bé, của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là dịp chúng ta suy ngẫm hai khuôn mặt trỗi vượt và quan trọng trong đạo của chúng ta. Thật là dễ nhớ khi nói đến thánh Phêrô là chúng ta liên tưởng đến tiếng gà gáy, và thánh Phaolô là hình ảnh của cú ngã ngựa trên đường Đa-ma-cốt. Tiếng gà cảnh tỉnh Phêrô sám hối, và cú ngã ngựa đã quật ngã Phaolô kiêu căng tự mãn để trở nên vị tông đồ. Ở trong mỗi vị, đặc biệt là có hai danh xưng khác nhau, đó là Simon Phêrô và Saulô Phaolô. Nếu như tên gọi Simon và Phaolô, Saulô nói lên con người cũ, con người chưa được biến đổi, thì Phêrô và Phaolô là con người mới, con người đã được biến đổi bởi Đức Kitô. Vì vậy mà từ hình ảnh của con gà gáy và cú ngã ngựa
để chúng ta nhìn thấy cuộc đời của hai ngài. Từ tên gọi Simon Saulo và trở nên Phêrô Phaolô. Trước hết từ Simon đến Phêrô. Trước khi gặp Chúa Giêsu, chưa theo Chúa, Phêrô được gọi là Simon, con ông Giôna, là một ngư phủ lành nghề nhưng quê mùa, chất phác và bộc trực. Ông đã có gia đình, có vợ con. Ở trong Tin Mừng, Phêrô thể hiện rất rõ cá tính của mình. Một Simon yếu đuối, nhẹ nhàng, nhất thời, bồng bột, dễ thay đổi, phản bội trong những lúc gặp khó khăn, thử thách. Ở những trong Phêrô cũng có một nhân đức khiêm tốn, chất phác và nhiệt tình, biết sám hối, biết nhận lỗi của mình. Một Phêrô mạnh mẽ và vững vàng trong đức tin, trong lòng mến cũng như trong sư vụ. Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Sau khi gặp Chúa, được Chúa mời gọi, Phêrô đã từ bỏ tất cả để đi theo Chúa, và Chúa đặt cho ngài một danh xưng mới, đó là Phêrô, nghĩa là đá. Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Với danh xưng này, Phêrô trở thành tông đồ của Chúa và được chọn làm thủ lãnh của nhóm 12. Phêrô đã sống và gắn bó với Chúa Giêsu trong suốt 3 năm trên mọi nẻo đường rao giảng. Sau khi Chúa về trời, Phêrô cùng với các tông đồ đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng. Phêrô đã đến giảng đạo tại Roma, rồi bị bắt và bị đóng đinh trên đồi Gian Siculo. Theo truyền thống kể lại, khi nghe tin sẽ bị bắt, Phêrô hoảng sợ, tìm đường trốn khỏi Roma. Và trên đường đi, ngài đã gặp Chúa Giêsu đang vác thập giá đi vào thành Roma. Phêrô mới hỏi Chúa, của và đêm, Thầy đi đâu? Chúa Giêsu trả lời, Thầy vào thành Roma để chịu đóng đinh lần thứ hai. Hiểu được ý Chúa, cho nên Phêrô đã trở lại với đoàn chiên của ngài và đã chấp nhận án tử hình trên thập giá. Đang khi chịu đóng đinh, Phêrô xin lính đóng đinh đầu ngược xuống vì ngài nghĩ rằng mình không xứng đáng được đóng đinh giống như thầy của mình, cho nên ngài đã xin đóng đầu xuống đất. Một điều rất rõ mà chúng ta thấy trong cuộc đời của thánh Phêrô là khi nào Phêrô cậy dựa vào sức mình, vào khả năng của mình, thì ông càng thất bại và tỏ ra yếu đuối. Nhưng khi nào ông càng bám lấy Chúa, tin vào Chúa, Phêrô càng thành công, càng trở nên vững vàng và rất cao cả. Thứ hai, từ Saulo đến Phaolô. Cũng như thế, nơi thánh Phaolô có một Saulo trước khi gặp Chúa phục sinh. Saulo ấy không phải là một chàng trai ăn chơi liêu lỏng, mà là một người nhiệt thành với truyền thống đạo Do Thái. Là con của một gia đình khá giả, Saulo được học hành chú đáo. Vì lòng trung thành với truyền thống của cha ông, Saulo hăng hái đi bắt bớ các Kitô hữu đầu tiên vốn thuộc về tôn giáo mới đang đe dọa sự tồn tại của đạo Do Thái.
Cú té ngựa trên đường Đa-mát đã làm cho Sao-lô thay đổi hoàn toàn. Sao-lô gặp đấng phục sinh và được Ngài đặt cho một tên mới là Phao-lô, vì tông đồ dân ngoài. Sau cuộc trở lại này, Phao-lô hăng say rao giảng Đức Kitô. Ông đã sang Hy Lạp, La Mã nhiều lần để rao giảng tin mừng, rồi chịu tử đạo, bị chặt đầu vì tin mừng ở ngoài thành Roma. Tôi có đến thăm hai nơi được coi như là nơi tử đạo của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Thánh Phaolô bị chém đầu, và khi lý hình chém đầu của Ngài, đầu lìa khỏi cổ, cái đầu ấy rớt xuống đất và nhảy liên tiếp ba nơi. Ở đó đã có ba dòng suối. Vì vậy mà giáo hội đã xây một vương cung thánh đường kính Thánh Phaolô tự đạo, gọi là nhà thờ ba dòng suối. 2000 năm qua nó vẫn tiếp tục chảy, và người ta đến lấy nước để uống và xin ơn chữa lành. Còn Thánh Phêrô thì giáo hội xây cất thành vương cung thánh đường ở tại Vatican. Đó là nơi đại triều của Đức Giáo Hoàng với các hồng y giám mục trên thế giới. Và đặc biệt ở đền thờ Thánh Phêrô, ở dưới tầng hầm có chôn cất phần mộ của 264 vị giáo hoàng trong lịch sử 2000 năm của Hội Thánh. Hai tên gọi Phêrô, Phaolô, nhưng cùng một lý tưởng. Hai danh xưng ấy nói lên hai khuôn mặt, hai con người đã được biến đổi bởi Đức Kitô. Hai con người ấy trở thành hai ngôi sao sáng, hai cột trụ chính của giáo hội. Cả hai đều có cùng một lý tưởng là tông đồ của Đức Kitô. Cả hai đã mang hạt giống tin mừng sang châu Âu và đã biến châu Âu thành một lục địa và là trung tâm Kitô giáo. Cả hai đã đổ máu đào để làm chứng cho đức tin và tình yêu vào Chúa Kitô. Cũng như Phêrô và Phaolô, những ai gặp Chúa, tìm kiếm Chúa thì sẽ được Chúa biến đổi. Và những ai được Chúa biến đổi thì một cách tự nhiên người ấy cũng muốn giới thiệu Chúa cho người khác, muốn là tông đồ của Chúa cho thế giới hôm nay. Trước những khó khăn và những lối rẽ khác mời mọc, cùng với Thánh Phêrô, chúng ta hãy xác tín thêm một lần nữa: bỏ thầy con biết theo ai. Và cùng với Thánh Phaolô, chúng ta tuyên xưng rằng ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rất hiểm nguy, bắt bớ gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Hai vị thánh tông đồ có chung một lòng mến, một niềm tin, một khát khao nên thánh. Cả hai ngài đều có những lỗi lầm, đều có những yếu đuối, và cả hai đều đã hối hận, đều yêu mến Chúa thật lòng và hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Chúa đã gọi và chọn hai vị làm tông đồ. Nhân dân và nhờ quyền năng Chúa Giêsu Kitô mà cả hai vị đã làm nên rất nhiều phép lạ. Thánh Phêrô cùng với Thánh Gioan đã chữa lành một người què từ lúc lọt lòng mẹ
vẫn ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ như sách Công Vụ kể. Phêrô làm cho người chết sống lại, Phêrô chữa nhiều người đau ốm bệnh hoạn, mà dân chúng khiêng họ ra tận đường phố để khi Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ngài phủ lên một bệnh nhân nào đó và tất cả đã được chữa lành. Phao-lô đã chữa lành cho một người bỗng sinh bị bài chân tại Lít-ra. Phao-lô cũng làm cho một người đã chết được sống lại. Sách Công Vụ Tông Đồ còn cho biết Phêrô bị bắt giam trong ngục đã được Chúa sai thiên sứ đến cứu thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê. Cả hai đều được đầy quyền năng và vinh quang trước mặt người đời. Và cuối cùng cả hai vị đều bị bắt và chịu chết vì dân Chúa Giê-xu Ki-tô. Cả hai vị đã bằng lòng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa Giê-xu phục sinh. Hai vị đã trở nên cột trụ của Hội Thánh, Phêrô làm ân cả đứng đầu tông đồ đoàn, Phao-lô là tông đồ dân ngoài. Hai vị có tính tình khác nhau, trình độ văn hóa khác nhau, khả năng làm việc khác nhau, nhưng lại cùng hoạt động, cùng xây dựng nước Chúa. Những khác biệt của hai vị là để bổ túc cho nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau thắng tiến trong sứ vụ tổng độ. Trên đá tảng Phêrô và cột trụ Phao-lô, Hội Thánh của Chúa Ki-tô bền vững và phát triển đến thiên thu vạn đại. Sự nghiệp tông đồ tiếp bước Chúa Ki-tô, hai vị thánh mà giáo hội mừng kính hôm nay hiệp nhất trong cùng một lòng chân thành tuyên xưng, hiệp nhất trong cùng một tâm huyết rao giảng, để rồi mãi mãi hiệp nhất trong cùng một đức tin minh chứng. Mặc dù có nhiều khác biệt về thành phần bản thân, về ơn gọi theo Chúa, về hướng truyền giáo, nhưng cả hai ngài đã tạo nên sự hiệp nhất trong đa dạng. Hiệp nhất là một công trình được xây dựng với nhiều nỗ lực của con người dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Khác nhau trong điều phụ, hiệp nhất trong chính yếu, yêu thương trong tất cả. Đó là khuôn vàng, thước ngọc cho tinh thần hiệp nhất trong Hội Thánh của Chúa Ki-tô. Xin hai thánh tông đồ Phêrô cho chúng ta luôn xác tín như thế, để mỗi người dù có những khác biệt nhưng tất cả đều hiệp nhất trong đức tin, trong lòng mến để xây dựng và phát triển giáo hội của Chúa Ki-tô. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Kính thưa cộng đồng phụng vụ, suy niệm lời Chúa cho lễ thánh Phêrô và Phao-lô tông đồ hôm nay, chúng ta trước hết nhận thấy các ngài là hai cái cột trụ của Hội Thánh. Chúa đã xây nền tảng giáo hội trên thánh tông đồ Phêrô, và đặc biệt là hướng đến dân ngoại thì là cột trụ hướng về thánh Phao-lô. Các ngài mặc dù có tính tình và cái việc ơn gọi Chúa gọi theo đó khác nhau, tuy nhiên có một cái điểm chung xuất phát từ cái lòng yêu mến Thiên Chúa. Và lòng yêu mến Thiên Chúa này có thể nói như là một nền tảng hay là bí quyết để các ngài đi đến cùng đường mà vẫn giữ vững đức tin. Trước hết chúng ta thấy cách tiếp cận về tình yêu Chúa của hai các ngài đó cũng rất khác nhau. Mặc dù yêu Chúa chúng ta cũng cần phải có ơn Chúa thì mới yêu được. Thực tế chúng ta thấy cái tình thương đó, mặc dù mình nói là dễ, nhưng mà cái tình thương theo kiểu thế gian đó thì lúc thương lúc ghét,
rồi lúc giận hờn, lúc thì không quan tâm, lúc thì lạnh cảm, nó rất khác với lại cái tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu agape, mang tính chất bền vững, không đổi và xuyên suốt mãi mãi vĩnh cửu, không phải như tình yêu của thế gian. Do đó chúng ta cần ơn Chúa mới sống được cái tình thương đó. Chúng ta thấy ngoài ơn Chúa ra, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đón nhận, nhưng cách tiếp cận về ơn Chúa cũng rất là khác. Tôi ví dụ như Thánh Phêrô thì cái tình thương đó Ngài dựa vào chính cái bản thân của mình, cũng cái ơn Chúa trong đó, nhưng mà cái chính là Ngài hướng đến bản thân và yêu mến Chúa. Cụ thể khi Chúa hỏi Phêrô, con có yêu mến Thầy không, thì Ngài trả lời ngay là Chúa biết con yêu mến Thầy. Thì cái từ con đó Ngài nhắm về chính mình hơn, chính con thể hiện cái tình thương đó với Chúa. Thì cái mà bí quyết nằm ở chỗ đó là Chúa ban cho ông, và Ngài đã đón nhận cái tình thương đó và đáp lại cái tình thương đó cho Chúa. Đối với Lánh Phaolô đó, cái tình yêu Ngài tiếp cận nó khác hơn, là Ngài nhìn ở những cái vật ở ngoài cảnh, không có gì có thể tách tình thương, tách con ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Thì chúng ta thấy rằng đó, cái điểm mấu chốt ở đây đó là Ngài nhìn những vật khác ở ngoài và không có để cho những cái điều đó ngăn cản tình yêu của Ngài đối với Đức Kitô. Thì chúng ta thấy thực tế trong cuộc sống ở cái điểm này là bài học lớn cho mỗi người chúng ta. Những cái thứ ở ngoài đời thế gian đó làm cho chúng ta dễ dàng mất cái tình yêu đối với Đức Kitô. Ví dụ chúng ta ham mê quyền lực hay là tiền tài, danh vọng hoặc là tình ái đó, nó lôi cuốn chúng ta làm cho mình mất cái tình yêu và sự cuốn hút bởi Đức Kitô. Thế gian ngày nay đó có nhiều cái hấp dẫn, đặc biệt là ví dụ như cụ thể nhất là mạng Internet. Nó có rất nhiều cái chương trình hấp dẫn lôi cuốn làm cho chúng ta mất hết giờ vào đó. Rồi bạn bè hay là người này người kia lôi cuốn chẳng hạn, làm cho chúng ta có thể mình mê hay là mình làm cái gì đó, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng tất cả những cái điều đó làm cho chúng ta mất hết tâm trí và thời giờ cho nó. Khi mà chạy đến với Chúa đó, chúng ta không có niềm tin hoặc là chúng ta cũng không có hứng thú. Ví dụ như chúng ta đang ở tháng Thánh Tâm Chúa còn vài ngày nữa thôi, mình đến tượng Thánh Tâm và nghĩ về tình yêu của Chúa đó, thì cái điều đó nó có hấp dẫn chúng ta, có làm cho chúng ta hạnh phúc hay không? Hay là chúng ta bị những cái điều thế gian lôi cuốn? Thì câu trả lời đó, chúng ta nhìn xem lại những cái điều của thế gian nó có tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa hay không? Chúng ta suy niệm điều này để mình có thể đón nhận cái tình yêu agape của Chúa, rồi chính mình sống hạnh phúc với cái tình yêu đó, và đồng thời chúng ta san sẻ tình thương đó cho anh chị em xung quanh. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, các ngài đã thực hiện tốt bằng việc chia sẻ cái tình thương của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, những ai có niềm tin vào Chúa và thậm chí chưa có niềm tin, các ngài cũng có thể nói rằng đó, khi các ngài về với Chúa đó, thì thật sự giáo hội vẫn tiếp tục cái công việc của các ngài, và ngay cả chúng ta mỗi người cũng có trách nhiệm điều đó. Chúng ta một mặt đó mình rao giảng tin mừng, nhưng cái bí quyết để thành công, để hăng say trong việc rao giảng tin mừng chính là tình yêu đối với Đức Kitô. Xin Chúa cũng chất lành cho mỗi người, đặc biệt là quý cha, quý thầy, quý chú, cũng như tất cả anh em, những ai mang tên Thánh Phêrô và Phaolô. Một mặt chúng ta mừng bổn mạng nhau, mặt khác chúng ta cần phải chú ý đến cái tình yêu mà mình dành cho Chúa, và chúng ta san sẻ cái tình thương agape đó cho anh chị em xung quanh. Tất cả những điều này đó
chúng ta không phải quá nói về lý. Ngày nay đó tôi thấy nhiều người cãi lý với nhau thì nó không đi đến đâu, mà thường nó dẫn đến xung đột. Do đó chúng ta đi trước ở cái tình, mà cái tình này không phải hay thay đổi theo kiểu thế gian, nhưng cái tình bền vững của Đức Kitô dành cho nhân loại và dành cho mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người được sức khỏe và nhiều ơn Chúa trong cuộc sống. Amen. Kính thưa bà anh chị em, hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Thì hai thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy hai ngài là hai con người, hai hoàn cảnh, hai địa vị và cả hai trình độ, nhưng có cùng một đức tin, cùng một lý tưởng, và đều là những con người yếu đuối, sa ngã, rồi đều biết sám hối và canh tân. Cuối cùng thì cả hai đều được phúc tử đạo vì Đức Kitô. Vậy thì nhìn vào cuộc đời của hai vị cho chúng ta thấy được, dù trong hoàn cảnh nào thì nơi con người vẫn có những cái yếu đuối, mỏng giòn, sa ngã. Dù là ai mà là con người thì chắc chắn là mỏng giòn vì mang thân phận Adam, nhân vô thập toàn. Phêrô cũng yếu đuối, nhút nhát, rồi chối Chúa ba lần. Còn Phaolô thì trước khi được Thiên Chúa chộp, Thiên Chúa cho ngã ngựa ở Đa-mát, ông ta là một người truy sát những người tin vào Đức Kitô phục sinh. Ông ta hay muốn nói là bắt hại và giết những người tin vào Đức Kitô. Để rồi ông ta nhận ra con đường mình đi sai và quay trở lại, lại trở thành một người rao giảng về Đức Kitô một cách nhiệt tình. Và cuối cùng còn chấp nhận chết vì Đức Kitô. Và khi trở lại với Đức Kitô thì ông ta nói những cái lời một cách rất là xác tín: những gì mà tôi biết, những gì mà tôi có trước đây so với việc mà tôi biết Đức Kitô, thì tất cả những cái mà tôi có trước đây đều như là cỏ rác. Hoặc là ông ta nói một câu cũng rất là nổi tiếng về tình yêu với Thiên Chúa: tôi sống không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô đang sống trong tôi. Ông ta sau khi trở về với Thiên Chúa, sau khi trở lại nẻo chính đường ngay, thì ông ta nhận ra rằng chỉ có Đức Kitô là trong cuộc sống của ông ta, Đức Kitô là trên hết mọi sự. Còn Phêrô sau ba lần chối Chúa thì ông ta cũng lại ba lần tuyên xưng đức tin, và ba lần rồi canh tân sửa đổi đời sống, để rồi chính Chúa chọn ông, đặt ông là Phêrô, là tảng đá để xây dựng hội thánh trên nền đá Phêrô này, và trở thành một, chính Phêrô, Phaolô trở thành hai trụ cột của giáo hội hôm nay. Để rồi Thánh Phaolô sau khi tuyên xưng đức tin, sau khi trở về nhận ra rằng mình cũng có những lúc nhát đảm, yếu đuối, sai lầm, trở về và ông ta tin nơi Thiên Chúa là ơn Chúa đủ cho ngươi và quyền năng ta hiển trị trên sự yếu hèn của ngươi. Hoặc ông ta có những lần ông ta tuyên xưng với người khác phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Vậy thì qua ngày lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ hôm nay, cho chúng con những cái bài học nhìn vào gương hai thánh, để rồi chúng con có những bài học nào? Trước hết, tấm gương hai thánh là mẫu gương của việc sám hối và canh tân. Vậy thì các ngài không chết trong tội như Giuđa, nhưng các ngài biết đứng lên và làm lại cuộc đời. Như tôi nói, đã là con người thì ai cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những lúc mà mình bị vấp ngã. Điều quan trọng là mình biết mình đang vấp ngã chỗ nào để mà mình đứng lên.
chứ đừng u mê trong chuyện mà mình đã lỡ vấp ngã hay cố tình. Vô tình hay cố ý thì cũng đã là vấp ngã. Chứ đừng sống trong u mê tội lỗi, mà đừng đi vào con đường cùng như Giuđa. Sau khi bán Chúa, biết mình đã làm sai, không dám nhận lỗi và không dám canh tân đời sống. Còn Phêrô sau khi chối Chúa 3 lần, Phaolô sau thời gian bắt hại đạo nhận ra những yếu đuối sai lầm, những cái vấp ngã đó, ông ta mạnh mẽ đứng lên và xin lỗi Chúa và trở thành người rao giảng tin mừng về Đức Kitô. Khi đã chọn và biết chỉ nơi Đức Kitô mới là sự thật, mới là nguồn sống cho con, phải biết làm lại cuộc đời. Bài học thứ hai nơi hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cho chúng con ý thức hơn về sự yếu đuối bất toàn của con người. Phải nhờ ơn Chúa thì chúng con mới có thể đứng vững được. Chỉ nhờ ơn Chúa chúng con mới có thể nên thánh được. Vì như trong Thánh Vịnh có nói, nếu Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Chắc chắn nỗ lực nơi chúng con phải cần nỗ lực, phải phấn đấu, nhưng nhờ ơn Chúa con mới có thể đứng vững được. Còn nếu chỉ kiêu ngạo dựa vào sức con thì không thể chiến thắng bản thân mình. Và thứ ba, qua hình ảnh, qua mẫu gương của Thánh Phêrô và Phaolô cho chúng con biết nương tựa vào Chúa để vượt qua được những cái giới hạn nơi bản thân mình. Chỉ nơi Chúa thì con mới có thể làm được những điều có ý nghĩa. Và chỉ khi con biết phó thác vào Thiên Chúa thì con mới đi đến cuối con đường mà con chọn. Vậy thì trên hết chính là tấm gương rao giảng tin mừng của Thánh Phêrô Phaolô. Hai ngày rao giảng không biết mệt mỏi, không chùn bước trước gian nan. Cho dù dòng đời có những sóng gió nguy nan, cho dù đường trần có lắm gian truân, các ngài vẫn kiên trung cho đến cùng và lòng trung thành với Chúa. Các ngài luôn ý thức rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta, mà xin cho chúng con luôn ý thức thân phận và yếu đuối của mình để nhận ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Và nhất là xin cho con biết nương tựa vào ân sủng của Chúa, để mỗi ngày chúng con biết kiện toàn chính mình hơn. Và xin cho chúng con biết rao giảng về Đức Kitô phục sinh như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và xin cho chúng con dám sống và chết cho Đức Kitô. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, không phải tất cả các thánh đều mừng riêng, nhưng cũng thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp có một cặp chứng nhân, hai người được giáo hội mừng chung trong một ngày. Trường hợp của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô có điểm gì chung mà hội thánh lại đưa các ngài vào chung trong một ngày? Ngoài những gì đơn giản chúng ta biết được, có lẽ bởi vì các ngài đã chịu tử đạo chung tại Roma, dù thời gian có trước có sau vài năm. Thế nhưng điều mà mỗi người chúng ta đang nhắm đến, đó chính là những bài học từ con người, từ sự nghiệp tông đồ của các ngài, đã để lại cho giáo hội những điểm nối kết thật đầy ý nghĩa để trở nên bài học cho mỗi chúng ta. Đấy mới là điều quan trọng. Tôi mời mọi người chúng ta cùng nhau khám phá ra những nét tương hợp thật đẹp của các ngài với nhau trong đời sống chứng nhân của các ngài. Thứ nhất, có thể nói từ nơi cuộc sống của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra được một tinh thần từ bỏ và các ngài chấp nhận để Chúa huấn luyện mình.
khởi đầu từ con người của Thánh Phêrô, chúng ta thấy Ngài gắn bó với sông nước, Ngài gắn bó với nghề chài lưới. Ngài có gia đình, Ngài có người thân thương, và Ngài đã thực hiện một cuộc từ bỏ khi nhận ra được sự hấp dẫn thực sự nơi sự nghiệp và sứ mệnh truyền giáo của con người Đức Giêsu Kitô. Ngài đã được lôi cuốn bởi con người Đức Giêsu Kitô, và Ngài chấp nhận một cuộc từ bỏ. Đối với Ngài là từ bỏ nghề nghiệp, từ bỏ gia đình thân thương. Còn đối với Thánh Phaolô, Ngài có gì để từ bỏ? Chúng ta thấy bóng dáng của Ngài là một người đi bắt đạo. Nghe danh Giêsu ở đâu là Ngài hăng máu lên để đi tìm bắt và giết cho bằng được những người có tên của ông Giêsu, hay còn gọi là Kitô hữu. Thế nhưng Ngài đã từ bỏ. Ngài từ bỏ cái gì? Ngài từ bỏ cái truyền thống của cha ông mình mà mình vẫn lầm lũi hăng hái để bước theo. Ngài đã bỏ cả những tài năng và truyền thống của luật sĩ, truyền thống của những người chính thức là lãnh đạo trong Do Thái nữa. Ngài đã từ bỏ tất cả để nhiệt thành với sứ mệnh mới mà Đức Giêsu Kitô đã cảm hóa và trao phó cho Ngài. Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta thấy rõ hơn nữa về tinh thần từ bỏ để cho Chúa làm cho cuộc đời mình nơi con người của Thánh Phêrô. Sách Công vụ Tông đồ đã ghi lại một cuộc thoát ngục thật là kỳ diệu mà Thánh Phêrô đã trải qua. Cuộc đời của Ngài đã có kinh nghiệm để cho Chúa hướng dẫn mình từ một con người sần sùi, từ một con người có những cá tính bộc lộ ra rất là nông nổi, rất là nóng nảy và hậu đậu nữa. Ngài đã được Chúa Giêsu huấn luyện, sửa dạy Ngài một cách công khai trước anh em bạn hữu của mình. Ngài vẫn để cho Chúa làm để biến đổi con người của mình. Và rồi chính trong bài đọc một hôm nay, Ngài đã phó mặc những tương lai của mình. Thiên thần hiện đến với Ngài, làm điều gì đó dẫn Ngài ra khỏi ngục tù. Ngài im lặng và phó thác như tinh thần mà Ngài đã có từ ban đầu. Ngài tin rằng thầy của mình dù đã ra đi nhưng ẩn vẫn ở bên để dẫn dắt lịch sử cuộc đời của mình, để cho thầy mình tiếp tục huấn luyện, để cho Thánh Thần Chúa tiếp tục hướng dẫn cuộc đời mình. Ngài đã thoát ngục một cách ngoạn mục để sau đó tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của mình là làm chứng cho Chúa trước mặt quan quyền và toàn dân. Còn Thánh Phaolô, Ngài đã để cho Chúa huấn luyện mình thế nào? Ngài đã chấp nhận tất cả mọi nghịch cảnh đã vậy, nhưng trong thư mà Ngài gửi cho môn sinh yêu quý của mình là Timôthê, mà bài đọc 2 hôm nay trích cho chúng ta, Ngài đã chia sẻ cho Timôthê cái cảm nghiệm về tinh thần từ bỏ của mình. Ngài đã muốn truyền cái lửa đó cho Timôthê để minh chứng cho Timôthê biết chính sức mạnh của Chúa làm tất cả cho Ngài. Ngài chỉ biết phó mình cho Chúa, Ngài trung thành từ bỏ mọi sự vì Chúa, can đảm chạy đến cùng đường với Chúa, về với lý tưởng tông đồ cho dân ngoại. Và những kết quả mà Timôthê đã thấy trước mắt sự nghiệp tông đồ của thầy mình là Thánh Phaolô. Điểm thứ hai, chúng ta thấy nơi cuộc sống của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô có một sự nối kết đầy mầu nhiệm, đó là các ngài đều là những người biết ý thức sự yếu đuối của bản thân mình và thán phục về sự tín nhiệm của Chúa, vâng phục trước thánh ý của Chúa. Cả hai đều đã từng có kinh nghiệm về sự vấp ngã. Thánh Phêrô chắc chắn nhiều lần đã được sửa dạy trước anh em
Ngài đã hiểu rõ những yếu đuối của mình và không có lần nào yếu đuối đáng trách cho bằng lần mà Ngài nghe được tiếng gà gáy. Ngài đã nhớ lại lời cảnh báo của thầy mình: trước khi gà gáy thì con đã chối thầy 3 lần. Phêrô đã thảm thiết khóc lóc để nhận ra được cái yếu đuối tột cùng của mình vì sự chối bỏ tình nghĩa thầy trò mà ông hết sức trân quý từ bao lâu. Sự hở trở lại của Phêrô cũng là đánh dấu một ý thức về bản thân mình yếu đuối mỏng giòn và hoàn toàn để cho Chúa, tín nhiệm nơi Chúa và chấp nhận sự tín nhiệm của Chúa về mình. Ngài mới lãnh nhận trách nhiệm trước mặt Chúa để thưa lên với Chúa lời thưa xin vâng từ đáy lòng mình. Ngài đã được lãnh nhận chìa khóa nước trời. Ngài đã được trao phó cái nhiệm vụ làm đá tảng để Chúa xây dựng hội thánh của Ngài trên ông. Thánh Phêrô đã để lại cho chúng ta một cái kinh nghiệm về việc ý thức sự mỏng giòn và sự tín nhiệm của Chúa đầy khó hiểu cho mình. Còn Phao-lô cũng vậy. Ngài đã trở nên một tay khét tiếng đi giết hại những tín hữu của Chúa, nhưng chính Ngài đã để cho Chúa làm. Và việc Ngài ngã ngựa trên đường đi Damas đã khiến cho cuộc đời Ngài thay đổi hoàn toàn. Gặp được Chúa tức là Ngài đối diện với con người đầy mỏng giòn yếu đuối, sự mù loà của những ngày đầu tiên ấy khi được Chúa chiếu soi vào đôi mắt của Ngài, để Ngài ý thức được rằng cái quá khứ của Ngài chỉ là một quá khứ mù tối. Quá khứ ấy cần phải được ánh sáng của Chúa chiếu soi. Ngài đã vấp ngã trên đường đi Damas để ý thức được rằng mình cho dù có tự tin bao nhiêu về những tài năng của mình, tự tin bao nhiêu về ý định tông đồ cũ của mình dành cho truyền thống cha ông, thì giờ đây Ngài phải trở mình ra không để cho Chúa làm tất cả cho cuộc đời của Ngài. Trong lời bộc bạch với môn đệ Timôthê nơi bài đọc 2 hôm nay, chúng ta đã được nghe Thánh Phao-lô nói lên cái ý thức mình chỉ là không, tất cả đều là nhờ Chúa giúp, nên việc rao giảng của Ngài mới nên trọn như thế. Và chỉ có nhờ lòng Chúa thương xót thì Ngài mới trở nên cộng tác viên thực sự của tin mừng được rao truyền cho lương dân. Điểm chung thứ ba mà chúng ta phát hiện ra được nơi cuộc đời của Thánh Phêrô và Thánh Phao-lô đó là các ngài sẵn sàng sống và chết cho tình yêu. Thánh Phêrô đã từng được Chúa chất vấn 3 lần: con có yêu mến thầy không? Và 3 lần ấy in sâu nơi ngài một quyết tâm phải sửa đổi, phải hoán cải vì đã 3 lần chối thầy. Phêrô đã bù đắp bằng cả cuộc đời của mình sống cho tình yêu Chúa và chấp nhận chết cho tình yêu Chúa. Ngài đã bị đóng đinh trên thập giá và chết vì danh Đức Giêsu Kitô thầy của mình. Ngài đã không ngừng thực hiện lời trăn trối của thầy là rao giảng tin mừng cho đến ngày tận thế với Chúa, đến hơi thở cuối cùng. Ngài đã đổ máu mình tại Roma để minh chứng cho tình yêu mà Ngài đã theo đuổi, đã chấp nhận từ bỏ tất cả để sống cho tình yêu ấy, và giờ đây chết cho tình yêu ấy nữa. Còn Thánh Phao-lô, chúng ta đã từng được nghe Ngài chia sẻ với chúng ta: không ai có thể tách ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, dầu là gian truân, dầu là đói rát, đói rách, dầu là trần truồng nguy hiểm bắt bớ, tất cả mọi nghịch cảnh không gì có thể tách Ngài ra khỏi tình yêu với Đức Kitô. Chính tình yêu ấy đã thu phục Phao-lô trên đường đi Damas, và cũng chính tình yêu ấy đã dông duỗi Ngài suốt
những chặng đường truyền giáo khắp đó đây, để minh chứng cho tình yêu ấy, Ngài còn chấp nhận đổ máu đào, chịu xử trảm ngay tại Roma chỉ sau Phêrô vài năm. Cả hai vị thánh đã minh chứng cho chúng ta thấy các ngài là những người tông đồ của Chúa thì phải sẵn sàng sống và chết cho tình yêu ấy. Trong những ngày giãn cách này, chúng ta thấy bầu khí của giáo hội chúng ta, nhất là tại Việt Nam, hay cụ thể hơn tại giáo phận Bà Rịa, việc bầu chọn ban hành giáo, tông đồ của ban thường vụ, ban điều hành các họ, ban trị sự các giới, giám giáo xứ cũng chỉ được diễn ra trong âm thầm, không kịp để trở tay thực hiện việc bầu chọn như bình thường. Thế nhưng hầu như Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục dẫn dắt để mỗi người tông đồ giáo nhân trong giáo phận chúng ta cũng trong chính ngày hôm nay đã chính thức bàn giao công việc tông đồ trong nhiệm kỳ mới. Mọi sự đều được diễn ra trong thánh ý Chúa, nhưng có thể nói trong ngày bổn mạng âm thầm bằng một thánh lễ trực tuyến này, tất cả những người tông đồ giáo dân chúng ta nối kết trong yêu thương, dưới mẫu gương chúng ta tìm được mẫu số chung với thánh Phêrô và thánh Phaolô, để chấp nhận từ bỏ phục vụ Chúa, chấp nhận để Chúa huấn luyện mình trong nhiệm kỳ 4 năm tới đây. Chúng ta ý thức hơn ai hết sự yếu đuối mỏng giòn của chính mình đã được Chúa tuyển chọn, được Chúa cắt đặt qua ý muốn của bề trên, qua sự tham khảo ý kiến nơi người giáo dân. Chúng ta ý thức sự yếu đuối mỏng giòn của mình bởi vì Chúa vẫn yêu thương nên Chúa mới tín nhiệm trao phó một nhiệm vụ quan trọng trong một nhiệm kỳ 4 năm sắp tới cho mỗi chúng ta. Chúng ta cũng ý thức rằng nhiệm vụ tông đồ không phải chỉ là chu toàn những công việc bên ngoài, mà còn phải là bằng tình yêu, chu toàn bằng tình yêu như thánh Phêrô và thánh Phaolô sống và chết cho nhiệm vụ tông đồ truyền giáo của mình nơi các giáo xứ và họ đạo. Xin Chúa Giêsu Kitô biến đổi mỗi người chúng ta và cả những ai đang mừng lễ bổn mạng chọn thánh Phêrô và thánh Phaolô làm quan thầy của mình. Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng ta để chúng ta trở nên những Phêrô mới, trở nên những Phaolô mới, dám bỏ cái gì không phải là Chúa và dám theo, dám yêu, dám can đảm sống những gì mà Chúa cần, Chúa muốn. Xin cho chúng ta cũng trở nên những tảng đá mà Chúa cần để xây dựng những cộng đoàn nhỏ bé của các giáo xứ và của các gia đình. Xin cho chúng ta cũng trở nên những cột trụ đức tin cho đời sống và những bổn phận tông đồ lớn nhỏ hàng ngày của chúng ta. Xin Chúa thêm sức để mỗi chúng ta là một Phêrô, là một Phaolô mà Chúa cần. Amen. Dịch bệnh COVID bùng phát trên toàn thế giới đã làm ngưng trệ nhiều sinh hoạt. Dĩ nhiên, giải bóng đá Euro 2020 cũng phải hoãn lại vào năm nay. Thường thì đội bóng nào cũng có một hai cầu thủ xuất sắc, nhưng không hẳn là làm nên chiến thắng. Bởi muốn làm nên chiến thắng, cần phải có sự ăn ý giữa các cầu thủ. Và người ta gọi đó là những cặp đôi hoàn hảo, cùng dẫn bóng, chuyền bóng, nhà bóng và ghi bàn. Thưa anh chị em, hôm nay giáo hội cũng mừng kính, phải nói là một cặp đôi hoàn hảo, là hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Phêrô và Phaolô, hai mẫu người có nhiều khác biệt nhưng vẫn đồng nhất: khác biệt về chức vụ tông đồ, về học thức và khác cả về cung cách hoạt động. Thế nhưng các ngài vẫn đồng nhất
vì các ngài đều chọn Đức Kitô làm lẽ sống và phục vụ anh chị em mình. Đời sống dấn thân và phục vụ ấy bắt nguồn từ việc gặp gỡ Đức Kitô và theo người để rồi được biến đổi. Đó cũng phải là kinh nghiệm gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay trên bước đường theo Chúa để phục vụ mọi người. Trước hết, Phêrô gặp gỡ Chúa Giêsu bằng những tiếp xúc đầy bộc phát. Phêrô là con người thiên về hành động và bộc phát. Thấy Thầy đi trên mặt nước thì cũng liều lĩnh xin theo, rồi lại đâm hoảng hốt. Qua bài tin mừng hôm nay, Phêrô mạnh miệng tiên xưng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống. Thực ra ông vẫn chưa hiểu hết những gì mà ông đã tuyên xưng, nên cũng chính ông đã nhanh nhậu cản ngăn sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Vài phút trước đó ông đã được Thiên Chúa thần hứng để tuyên tín, thế mà chỉ vài phút sau đó ông đã bị quở là dụng cụ của Satan. Chỉ sau khi Chúa phục sinh, ông mới cảm nhận được ý yếu đuối của mình. Cho nên Phêrô tin vào quyền năng của Chúa bảo vệ mình hơn là dựa vào sức mạnh của thanh gươm mà trước kia ông đã từng dùng để bảo vệ Chúa. Còn Phao-lô gặp gỡ Chúa lại khởi đi từ những yếu đuối của mình. Phêrô gặp gỡ trực tiếp Đức Giêsu, được người giảng dạy từng điều, thế mà nhiều lúc Phêrô vẫn vấp ngã vì những yếu đuối nông cạn của mình. Còn Phao-lô chưa hề gặp gỡ trực tiếp Đức Giêsu như các tông đồ đã gặp. Thế nhưng một khi đã được kêu gọi, thì ông càng ngày càng ý thức về mầu nhiệm Thiên Chúa được chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ là chính bản thân của người làm tông đồ. Phao-lô cảm nhận được sự yếu hèn của mình, nhưng ông cũng đầy kinh nghiệm về hồng ân nhận lãnh. Đó cả là một cuộc chiến đấu giằng co, yếu đuối và mạnh mẽ, giữa sa ngã và trỗi dậy, giữa tội lỗi và ân sủng trong suốt cuộc hành trình trần thế của Phao-lô, như lời trăn trối của ông mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 2. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết đường và đã giữ vững đức tin. Có thể nói con đường trở nên vững chắc của Phao-lô khởi đi từ những hạt cát rời rạc, nhưng nhờ gắn bó với Đức Kitô mà những hạt cát đó đã trở thành đá, thành sức mạnh cho ông. Còn Phêrô trước kia tự tin quá mức, cứ ngỡ mình là đá không gì lay chuyển nổi. Nhưng không ngờ, đá lại có thể nát ra thành cát. Chính vì vậy mà Phêrô vào lúc cuối đời đã khuyên nhủ mọi người rằng: hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Thưa anh chị em, đó cũng phải là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể khởi đi từ kinh nghiệm của Phêrô, từ chỗ khám phá ra tội của mình, ông đã nhận ra tình yêu của Chúa Kitô. Còn Phao-lô, ông lại đi từ chỗ khám phá ra khuôn mặt mới của Đức Kitô. Bách hại các Kitô hữu là bách hại chính Đức Giêsu, để rồi nhìn ra sự yếu đuối của mình. Chính trong ánh sáng chói lòa của Chúa Kitô mà ông bị quăng ngã giữa đường, để rồi nhận ra sự tăm tối lạc đường của mình. Dù là kinh nghiệm của Phao-lô hay của Phêrô, điều quan trọng không phải chỉ là khám phá ra bộ mặt của tội lỗi hay yếu hèn của mình, nhưng còn là cảm nhận được khuôn mặt nhân từ của Chúa Kitô. Sau cuộc đối thoại với Đức Kitô phục sinh ở bờ biển, Phêrô đã nhận ra khuôn mặt mới của Chúa. Yêu mến Đức Kitô là yêu mến và chăm sóc đàn chiên mà người trao phó.
Còn Phaolô khám phá ra điều mà thiên hạ cho là điên rồ thì lại là quyền năng, là khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi vì ở đâu có tội lỗi thì ở đó có đầy tràn ân sủng. Thưa anh chị em, ân sủng và tội lỗi là hai thực thể khác biệt nhau, đối lập và tách biệt nhau hoàn toàn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy chúng cứ trở đi trở lại trong cuộc sống làm người của chúng ta. Chúng ta dễ bị cám dỗ tin rằng mình có thể gặp gỡ, khám phá ra gương mặt của Chúa mà vẫn coi thường dịp tội, hoặc tin rằng mình dư sức vượt qua mọi mưu mẹo của ma quỷ mà lại không khao khát, không tìm gặp Chúa. Thánh Phaolô cảnh tỉnh chúng ta: ai tự hào mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo té. Còn Thánh Phêrô thì lại nói toạc ra: ma quỷ như sư tử hằng gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xẻ, và chỉ có thể chống cự trong đức tin mà thôi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng, chúng ta thấy được Thánh Phêrô tông đồ ngài tuyên xưng Chúa Giêsu thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu ngài đã khen ông Phêrô, nhưng rồi liền sau đó tiếp tục bài tin mừng thì chúng ta sẽ nghe thấy Chúa Giêsu liền cấm các ông không được nói cho ai biết về thân phận của ngài. Tại sao lại như vậy? Tại sao nhiều lần Chúa Giêsu phiền trách những người biệt phái và người Pha-ri-si-u không nhận ra ngài là con Thiên Chúa như Phêrô tuyên xưng hôm nay chúng ta nghe? Thế mà chúng ta thấy Chúa lại cấm các môn đệ không được nói cho ai biết thân phận thật của Chúa Giêsu. Phải chăng đó là sự mâu thuẫn nơi con người của Chúa? Thưa, không phải như vậy. Sở dĩ Chúa cấm như thế có hai lý do sau. Lý do thứ nhất đó là lý do tôn giáo. Lúc đó, thời Chúa Giêsu, chúng ta biết tôn giáo Do Thái là tôn giáo độc thần. Họ không chấp nhận một vị Chúa nào khác ngoài Gia Vê của họ là Thiên Chúa. Lý do thứ hai đó là lý do tâm lý. Quan niệm của người Do Thái lúc đó về Đấng Mê-si-a rất là thế gian. Họ trông đợi một Đấng đến để giải thoát họ khỏi ách thống trị của người La Mã và đem lại vinh quang và sự phồn vinh của dân tộc Israel. Con người thì luôn luôn là thế. Họ cứ muốn có một Thiên Chúa làm theo ý riêng của họ. Và Thánh Phaolô tông đồ ngài cũng có quan niệm như vậy, nên chúng ta thấy ngài mới đi bắt đào những ai tin theo Chúa Giêsu. Và đối với ông lúc đầu, Thiên Chúa phải là một Thiên Chúa chiến thắng theo nghĩa trần gian. Nhưng một khi ngài trở lại thì chúng ta thấy ngài đã tuyên xưng một cách khác: tôi rao giảng một Đức Kitô và một Đức Kitô chịu đóng đinh. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ chúng ta mừng lễ kính hai Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ hôm nay như là lời đánh đồng của chúng ta. Chúng ta tin Chúa, chúng ta theo Chúa không phải để Chúa làm theo ý riêng của chúng ta, nhưng chúng ta xin Chúa hãy là khí cụ để Chúa thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, làm sáng danh Chúa. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta đức tin, để nhờ đức tin giúp cho chúng ta vượt qua những sóng gió, những khó khăn trong cuộc đời
trong mọi hoàn cảnh sống, cuộc sống của chúng ta. Xin hai thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ bầu cầu cùng Chúa ban cho mỗi người chúng bắt ta, ban cho gia đình chúng ta, ban cho giáo họ Bắc Sơn nhận làm bổn mạng luôn được bình an và vượt qua sóng gió và vững vàng trong cuộc sống. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, hai cột trụ của giáo hội chung một ngày, cũng là một dấu chỉ cho chúng ta thấy Phêrô và Phaolô là biểu tượng của sự hiệp nhất. Thật vậy, hai ngài từ những con người khác nhau về tính khí, về trình độ, nhưng mà các ngài đã trở nên một trong Đức Giêsu Kitô. Chính ngày 29 tháng 6 năm 2020 năm ngoái, khi cử hành lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ về sự hiệp nhất này. Ngài nói, chúng ta mừng lễ hai nhân vật rất khác nhau. Thánh Phêrô là một ngư dân suốt ngày với thuyền và lưới. Thánh Phaolô là một nhà trí thức Pharisêu giảng dạy ở các hội đường. Và khi mà thi hành sứ vụ thì Thánh Phêrô giảng dạy cho người Do Thái và Thánh Phaolô rao giảng cho dân ngoại. Khi có bất đồng ý kiến, họ tranh luận sôi nổi, Thánh Phaolô đã không ngần ngại viết như vậy trong thư gửi tín hữu Galata đoạn 2 câu 11. Khi mà các ngài tranh luận về phép cắt bì, nói chung là hai người rất khác nhau nhưng mà họ lại rất thương nhau, xem nhau như là anh em. Và chúng ta thấy như là trong một gia đình vẫn xảy ra những câu chuyện tranh luận nhau, cãi vã nhau, nhưng mà lại vẫn luôn gắn bó với nhau và coi nhau như là anh em. Cho nên chúng ta thấy rằng Phêrô và Phaolô khác biệt nhau về tính tình, về trình độ, về gia cảnh, nhưng mà các ngài đã nên một với nhau, cùng chung một cái gì? Cùng chung một ơn gọi Đức Giêsu Kitô đã kêu gọi, cùng trong một sứ mạng loan báo tin mừng. Và chúng ta thấy điều gì đã làm cho hai ngài nên một như vậy? Thưa, chính là vì các ngài có chung một niềm tin và lòng yêu mến Đức Kitô. Chính trong cái niềm điểm chung này mà đã làm cho các ngài được cộng tác với nhau và cùng nhau chu toàn sứ mạng và ơn gọi mà Chúa trao phó, và đã nên một với nhau, và rồi đã cùng nhau dám hy sinh mạng sống mình cho Đức Kitô. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây để chúng ta khám phá ra được nơi Phêrô và Phaolô, mẫu gương của sự hiệp nhất, hiệp nhất trong những sự khác biệt, hiệp nhất trong đa dạng, các ngài hiệp nhất với nhau. Và chính nơi lòng tin và lòng yêu mến Đức Kitô đã làm cho các ngài gắn kết với nhau, đó là bí quyết của sự hiệp nhất. Hôm nay đó cũng là mẫu gương trong đời sống của đời sống cộng đoàn, đời sống chung của giáo hội mà ban hành giáo chúng ta đang được mời gọi cộng tác, cũng như là trong đời sống của các hội đoàn. Ví dụ hôm nay ca đoàn chúng con mừng 25 năm thành lập ca đoàn, hay là trong đời sống chung của gia đình, vợ chồng, từ những con người khác biệt nhau, có thể về tính khí, về trình độ văn hóa, về gia cảnh, nhưng mà để rồi về với nhau, làm việc chung với nhau, về sống chung với nhau. Vậy thì để có thể mà làm cho nhau được bình an và hạnh phúc
thì chúng ta cần phải sự hiệp nhất. Và noi gương hai thánh Phêrô tông đồ, Phêrô và Phaolô, bí quyết đấy là gì? Thứ nhất là phải có chung một niềm tin và lòng yêu mến Đức Kitô. Chính trong niềm tin và lòng yêu mến Đức Kitô mới giúp chúng ta xua tan đi những cái khó khăn, những khác biệt để nên một với nhau. Chúng ta cũng thấy được trong bài đọc một ngày hôm nay, khi mà nói đến kinh nghiệm của giáo hội tiên khởi trong thời gian bị khủng hoảng, vua Herodê giận dữ bị sự bách hại kinh hoàng các Kitô hữu, thánh Giacôbê tông đồ đã bị giết và thánh Phêrô bị bắt, cộng đoàn như là rắn mất đầu, mọi người đều lo sợ cho mạng sống mình. Tuy nhiên ngay chính lúc bi thảm đã khó, không có người nào chạy trốn, không người nào tìm cách cứu mình, không người nào bỏ rơi người khác, nhưng mà họ hiệp nhất cùng nhau trong lời cầu nguyện. Họ đã tìm được sức mạnh từ lời cầu nguyện. Cũng nhờ cầu nguyện mà sự hiệp nhất của họ mạnh hơn bất cứ sự đe dọa nào. Và chính trong bài đọc một hôm nay đã viết thế này: đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Công vụ tông đồ đoạn 12 câu 5. Cho nên chính khi đau khổ xong bị bách hại thì các tín hữu đầu tiên đó là tin tưởng, luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa, cầu nguyện. Và chính trong cầu nguyện ấy mà chúng ta đã thấy Thiên Chúa đã sai thiên thần để rồi xiềng xích được tháo tung và cứu các tông đồ. Cho nên tin vào Chúa, yêu mến Chúa, cầu nguyện thì đã mang lại sự bình an. Và đó cũng là bí quyết đầu tiên cho các đoàn thể, cho những người làm việc chung với nhau, và nhất là trong đời sống của gia đình. Nhiều những khó khăn thử thách cho thấy các tín hữu đầu tiên không có đổ lỗi cho nhau, không chỉ trích nhau, không đổ cho bề trên, nhưng mà biết cầu nguyện. Và chính trong cầu nguyện Chúa đã ra tay cứu các ngài. Cho nên các gia đình cũng vậy, trong lúc mà thử thách đừng đổ lỗi cho nhau, đừng chỉ trích nhau, mà hãy luôn cầu nguyện với Chúa, để rồi sự bình an, sự hiệp nhất trong gia đình. Cái điểm thứ hai để gia đình được có sự hiệp nhất yêu thương thì phải là hòa thuận, đừng chia rẽ nhau. Chính thánh Phaolô đã kêu gọi: thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, có một lòng một ý với nhau. 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 10. Và nếu sống được như thế là chúng ta đang trở nên những chứng tá sống động cho mọi người ở khắp mọi nơi. Cho nên trong ban hành giáo cũng như trong đoàn thể, chúng ta phải luôn có sự hòa thuận, yêu thương, đừng chỉ trích, đừng chia rẽ nhau, mà phải một lòng một ý, thì tập đoàn, cái cơ gọi là cộng đoàn của chúng ta mới có được sự hiệp nhất bình an được, cũng như ngay trong gia đình. Và điểm thứ ba, ngoài cầu nguyện, ngoài hòa thuận, đừng chia rẽ nhau, cái điểm thứ ba đó là tôn trọng và tha thứ cho nhau. Chúng ta thấy thánh Phaolô và thánh Phêrô vẫn có tranh luận với nhau, như đã chia sẻ trong đầu bài giảng. Các ngài cũng tranh luận với nhau, nhưng mà làm điều gì đã làm cho các ngài vẫn nên một? Thưa đó là các ngài tôn trọng sự khác biệt của nhau. Cho nên có một cái nguyên tắc vàng trong tinh thần hiệp nhất của giáo hội, nghĩa là khác nhau trong điều phụ nhưng mà hiệp nhất trong điều chính, yêu thương trong tất cả. Chúng ta phải tôn trọng của nhau, tôn trọng khác biệt của nhau. Và nhất là trong đời sống gia đình, chính Đức Thánh Cha Francisco ngài đã gợi lên ba cái từ mà làm cho gia đình được bình an hạnh phúc, đó là xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Nó đơn giản lắm, nhưng mà nó lên tôn trọng nhau và nó lên biết tha thứ cho nhau.
Và chính Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng nếu mà chúng ta biết tha thứ cho nhau, thương xót nhau thì sẽ giúp trong được đỡ, bớt được những đau khổ và bớt được những đổ vỡ. Nhường nhịn nhau, tha thứ cho nhau thì gia đình sẽ được bình an. Cho nên chúng ta cũng thấy được điều này. Từ trong ban hành giáo, từ trong ca đoàn, từ trong đoàn thể hay là từ trong gia đình, nếu mà chúng ta có biết cầu nguyện, luôn tin tưởng, yêu mến Chúa, nếu biết tôn trọng nhau, yêu thương nhau, đừng chia rẽ, nếu biết nhường nhịn nhau, biết tha thứ cho nhau thì gia đình chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ước gì hôm nay mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, mỗi người chúng ta nhìn lên các ngài, đây là biểu tượng của hạnh phúc, của hiệp sự hiệp nhất, để chúng ta cùng yêu thương nhau, cùng có một niềm tin ấy để giúp nhau nên thánh, làm cho gia đình hạnh phúc, và nhất là chúng ta được mở mang nước Chúa mỗi ngày một hơn. Amen. Kính mời. Anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay gửi gắm cho ta nhiều sứ điệp quan trọng, nhưng con xin được dừng lại ở hai điểm để cùng suy niệm với cộng đoàn. Thứ nhất, để nhận biết Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, là Đức Kitô, thì đây không phải là do phàm nhân, không do kiến thức của con người, mà là do mặc khải của Thiên Chúa, có nghĩa là do tình yêu mãnh liệt của Thiên Chúa. Thiên Chúa đến tận thẳm sâu cõi lòng của con người, Ngài lấy đi cái tấm khăn đen bao phủ lòng người để con người mở mắt tâm hồn, đón nhận Đức Giêsu Kitô vào trong cuộc đời. Và thưa anh chị em, đón nhận Đức Kitô không phải là đón nhận Đức Kitô lúc Ngài thành công, rao giảng có nhiều người nghe, làm được nhiều phép lạ. Đón nhận Đức Kitô là đón nhận Ngài trọn vẹn ở cái phút giây Ngài hấp hối trong vườn Giê-xi-ma-ni, ở cái phút giây Ngài bị ruồng rẫy trên đỉnh đồi Gôn-gô-tha, ở cái phút giây Ngài tắt thở, chết, mai táng trong mồ và sống lại. Chính cái điều này tạo ra cái cơn khủng hoảng trong cuộc đời của Phêrô. Phêrô không thể nào chấp nhận một Thiên Chúa mà lại trở nên như thể yếu đuối. Vậy nên ông đã chối Chúa 3 lần. Còn Phaolô không thể chấp nhận một Thiên Chúa lại thất bại, chịu đóng đinh trên thập giá. Ông không chấp nhận, nên ông đã bách hại giáo hội. Như vậy, điều này chỉ muốn nói rằng để đón nhận được Đức Giêsu là Đấng Kitô chịu đóng đinh, chết, sống lại, đây không phải là do ý của phàm nhân, mà là mặc khải. Có nghĩa là đây hoàn toàn là một tình yêu bỏng cháy của Thiên Chúa. Chính Chúa đón nhận con người hèn yếu của Phêrô và Phaolô. Chúa đến, Chúa đụng chạm vào thẳm sâu cõi lòng của hai ngài, để rồi hai ngài được biến đổi. Hai ngài được biến đổi. Một Phêrô từ chối Chúa trở thành người lãnh đạo giáo hội, một Phaolô từ người bách hại giờ này đã trở nên người loan báo tin mừng cho dân ngoại. Mừng lễ các ngài hôm nay đó là tâm mừng cái kỳ công
tình yêu mãnh liệt của Thiên Chúa trên cuộc đời của Ngài. Nói đến đây, còn nhớ lời của Đức Thánh Cha Francisco, người cha của giáo hội. Ngài nói, đức tin của Kitô hữu không hệ tại ở chỗ chọn lựa làm điều này hay điều kia trên bình diện đạo đức, nhưng đó là một cuộc gặp gỡ thẳm sâu với Đức Kitô, một cuộc gặp gỡ mở ra một chân trời mới, một cuộc gặp gỡ tạo nên một khúc quanh trong cuộc đời. Và chính Thánh Phaolô và Thánh Phêrô đã có một cái kinh nghiệm này. Kinh nghiệm này mở ra một chân trời mới. Và điều thứ hai con xin được chia sẻ, cái chân trời mới này liên quan đến giáo hội, là chi thể nhiệm màu của Đức Kitô. Lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng quả quyết: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần không thể thắng nổi. Lời quyền năng của Chúa rõ ràng như chính họ. Giáo hội là giáo hội của Chúa. Và ngày hôm nay Đức Giêsu Kitô vẫn đang vất vả xây dựng giáo hội này bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Quyền năng của Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội vượt qua cái khuôn mặt nhem nhúa, vượt qua cái bề ngoài đôi khi bất toàn, để thấy giáo hội là hiền thê, là tân nương của Đức Kitô. Và giáo hội này, thưa anh chị em, dù các nền văn minh nối tiếp nhau sụp đổ, nhưng giáo hội này vẫn đứng vững, bởi vì giáo hội của Đức Kitô, giáo hội xinh đẹp. Như vậy, hôm nay mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô, ta được mời gọi tiếp tục ngụp lặn trong quyền năng mãnh liệt của Thiên Chúa trên cuộc đời của các ngài. Quyền năng này đã cắm rễ trong cuộc đời thiết thực, kể cả yếu hèn bất toàn của các ngài, thì quyền năng này vẫn đang được biểu lộ nơi giáo hội và nơi mỗi người. Xin cho mỗi người chúng ta, để cho ân sủng quyền năng của Chúa đụng chạm vào, để thay vì càm ràm, phàn nàn, chỉ nhìn đến những cái điều tiêu cực của giáo hội và của bản thân mình, thì chúng ta lại có một cái nhìn thấy quyền năng của Chúa Thánh Thần, quyền năng giải thoát của Đức Giêsu Kitô đứng chịu đóng đinh và phục sinh đang âm thầm có mặt trong giáo hội và trong cuộc đời riêng của mỗi người. Sở dĩ Đức Giêsu Kitô tiếp tục hoạt động nơi giáo hội, bởi giáo hội và mỗi người quá đắt đỏ đối với Ngài. Ngài đã trả bằng cái giá máu trên thập giá, và chỉ trong một vài giây lát nữa, vẫn trong thánh lễ này, Ngài hiến trao cho chúng ta mình và máu Ngài là sức sống và quyền năng giúp chúng ta vượt thắng mọi gian khó. Mừng đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Giáo hội mời gọi chúng ta một lần nữa nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình, của mỗi một người. Và tin mừng của Thánh Matthew chúng ta vừa nghe đó, là chuyện tuyển chọn Thánh Phêrô. Nhưng mà trước khi được tên Thánh Phêrô thì Ngài tên là Simon, và được đổi tên, Chúa Giêsu đổi tên cho Ngài. Ở trong truyền thống của Do Thái, khi mà đổi tên có nghĩa là trao ban một sứ vụ. Simon được đổi tên là Phêrô. Phaolô trước đó tên là Saul, được đổi là Phaolô. Và
cái sứ mệnh của cả hai ngài, cột trụ của giáo hội là sứ mạng tông đồ. Vậy xin hỏi tông đồ là gì? Chúng ta nghe quen chữ tông đồ, nhưng mà cũng nhiều khi không hiểu chữ tông đồ là gì cả. Cái nhìn qua Kinh Thánh và nhất là thư của Thánh Phaolô đó, chúng ta nhận ra được cái từ ngữ tông đồ được hiểu ít nhất có ba đặc tính này. Điều thứ nhất, người tông đồ phải là người được Chúa chọn, người gần gũi hiểu biết Chúa. Simon Phêrô là người đã đi theo Chúa từ lúc ban đầu, còn riêng Phaolô thì chẳng hề biết Chúa khi Chúa Giêsu còn đang sống. Nhưng ngài biết Chúa qua cuộc ngã ngựa tại Damas, từ đó mới gặp gỡ những người ở trong thành và biết được Chúa Giêsu là ai. Cái đặc tính thứ hai của người tông đồ là được sai đi. Chúa sai tức là làm đại diện cho Chúa để mà nói về những điều gì? Thưa, đặc tính thứ ba đó là loan báo tin mừng. Cho nên cả ba đặc tính sẽ làm nên người tông đồ. Thứ nhất là được Chúa chọn hay là phải biết Chúa. Điều thứ hai là phải được sai đi. Và điểm thứ ba là để loan báo tin mừng. Cả hai con người khác nhau của cả Phêrô lẫn Phaolô đều hăng say yêu mến Chúa và lấy Chúa Giêsu làm gia nghiệp của mình. Cho nên các ngài đã hăng say rao giảng Chúa Giêsu bằng cả cuộc đời của mình. Cả hai đều chết như thầy của mình vậy. Và đâu có phải chỉ có Phêrô và Phaolô đâu. Chúng ta mỗi một người được Chúa mời gọi trở nên môn đệ của Chúa cũng trở nên tông đồ cách nào đó. Có nghĩa là cũng được sai đi, cũng được mời gọi rao giảng tin mừng của Chúa khắp nơi mọi lúc. Điều quan trọng là chúng ta có biết Chúa không? Vì người ta rao giảng không phải chỉ có là đi các nơi để rao giảng, mà rao giảng bằng chính đời sống của mình. Chúng ta nghe ở bài đọc công vụ tông đồ đó, Thánh Phêrô rất là khổ sở, bị đòn vọt, bị tù ngục. Thì Thánh Phaolô cũng y vậy. Không phải chỉ như thế mà còn đi khắp nơi và chịu bao nhiêu đau đớn khổ cực, kể cả cái sự hiểu lầm của anh chị em mình nữa kìa. Vậy thì không phải chỉ là đi đâu, mà còn là sống đời sống tin mừng. Phải biết Chúa trước hết và sống đời sống của Chúa, lời như Chúa dạy mình mỗi ngày ở trong cuộc sống bình thường của mình thôi. Vậy mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ là chúng ta nghiệm ra được, đúng vậy, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi và cần phải sống sứ mạng của mình. Vậy cái câu hỏi được đặt ra là liệu tôi sống sứ mạng tông đồ của tôi được mời gọi đó, tôi sống ở trong cái bổn phận hàng ngày của mình, tôi sống ở trong bổn phận giao tiếp với bạn bè và sống ngay với gia đình của mình đó, tôi đã làm chứng nhân cho Chúa chút nào chứ? Câu hỏi luôn luôn đặt lại cho chúng ta, còn con nói thầy là ai? Quả thật, trả lời được câu hỏi này, chúng ta đã làm trọn đời sống của người Kitô hữu.